Cách đây không lâu, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã chính thức tuyên bố chia tay. Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi này đã không ít lần gây thị phi, ồn ào, thì khi chia tay họ cũng khiến dư luận bàn tán nhiều không kém. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc khi không ai còn liên quan tới nhau nữa, nhưng mới đây, cặp đôi thị phi này lại tiếp tục bị tố cáo là ở bẩn và quỵt tiền nhà. Theo chia sẻ của cư dân mạng có tên Facebook là QN, Lương Bằng Quang cách đây vài tháng có thuê căn hộ của cô cho Ngân 98 ở và làm nơi bán hàng online. Căn hộ này đối diện ngay chỗ ở của Lương Bằng Quang để hai người tiện đi lại với nhau. Tuy nhiên, trong mấy tháng qua, Ngân 98 không hề chuyển tiền thuê nhà cho QN như đã thỏa thuận từ trước. Khi chủ nhà nhắn tin đòi tiền, Ngân 98 lấy lý do đang về quê, khi nào có lương sẽ chuyển trả, nhưng đến nay QN vẫn không nhận được tiền nhà. Sau khi theo dõi những livestream gần đây của Ngân 98, QN phát hiện ra cô đã chuyển sang căn chung cư khác và hoàn toàn không có ý định trả tiền nợ cho mình. Liên lạc nhiều lần qua điện thoại không được, QN đành phải trực tiếp đến căn hộ, thuê người phá khóa để vào. Không ngờ, khi vừa đặt chân vào căn hộ của mình cho Ngân 98 thuê, cô đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đồ đạc bừa bãi khắp nơi, rác rưởi răng đầy nhà và tuyệt nhiên không thấy đồ đạc cá nhân của Ngân 98. Hỏi thăm ban quản lý tòa nhà và những người ở xung quanh, QN biết được Ngân 98 trong thời gian thuê nhà của cô đã không chịu đóng các loại phí sinh hoạt từ tháng 2 năm 2019. Ngân 98 còn bị tố ăn ở bẩn đến nỗi mẹ ruột từ quê lên chơi phải dọn dẹp mất 4 ngày, ói lên ói xuống vì đồ ăn thừa để mốc meo, bốc mùi hôi thối. Thậm chí khi bị cắt điện, cắt nước, Ngân 98 sang nhà người yêu tắm gội nhờ chứ vẫn không chịu đóng tiền. Trước bài đăng của người này, Ngân 98 đã đăng đàn status cho rằng mình không hề có lỗi trong việc này vì có người đang có ý định hãm hại cô. Nói chung thì thực hư sự việc như thế nào hiện giờ vẫn còn chưa rõ. Tuy nhiên, nhìn những cảnh tượng mà đoạn clip ghi lại thì chắc hẳn bất cứ ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Hiện tại, bài viết bóc phốt ở bẩn của Ngân 98 vẫn đang nhận được rất nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội.